bạn gái Ronaldo gây tranh cãi khi đăng ảnh bikini. Người đẹp Georgina Rodriguez, bạn gái siêu sao Ronaldo, bị nói vi phạm luật Á Rập Saudi khi đăng loạt ảnh mặc bikini trong biệt thự lên trang cá nhân hôm 8 tháng 5. Georgina đăng 4 bức ảnh, trong đó có 3 ảnh mặc bộ áo tắm màu xanh tạo dáng bên bể bơi ở biệt thự tại quốc gia Á Rập. Bầu trời nào cũng có sắc thái riêng, người đẹp hai con viết chú thích. Loạt ảnh thu hút gần 5 triệu lượt thích sau một ngày nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Luật ở Á Rập Saudi cấm đăng tải các hình ảnh bán nu hoặc để lộ cơ thể quá nhiều. Một số tài khoản Instagram trách bạn gái Ronaldo không tôn trọng luật ở nước sở tại và kêu gọi cô đăng ảnh kín đáo hơn. Thật bất lịch sự, một người viết. Che vào đi Georgina, cầu Chúa tha thứ cho cô, tài khoản khác bày tỏ. Cô nên xin Thánh Allah tha thứ, một ý kiến khác viết. Tuy nhiên cũng không ít người bên vực Georgina khi cho rằng cô là người nước ngoài, hơn nữa có quyền làm gì mình muốn trong nhà riêng. Thật ngạc nhiên với những bình luận như vậy. Đầu tiên cô ấy không theo đạo Hồi. Thứ hai cô ấy chụp ảnh trong nhà của mình, không phải ở nơi công cộng. Thứ ba, không ai bắt bạn phải theo dõi tài khoản cá nhân của cô ấy, một tài khoản Instagram bình luận. Tờ Daily Star cũng nhận định Georgina sẽ không bị luật pháp Á Rập Saudi phạt. James Dorsey, một chuyên gia về luật vùng Trung Đông, cho hay luật liên quan tới trang phục của người phụ nữ có nhiều tiến bộ sau khi Thái tử Mohammed bin Salman lên nắm quyền. Hơn nữa, Georgina không phải phụ nữ Á Rập nên không bị ảnh hưởng. Kể từ khi theo Ronaldo sang Á Rập Saudi hồi đầu năm, Georgina vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm của bản thân lên trang cá nhân. Việc siêu sao Bồ Đào Nha và bạn gái chung sống khi chưa kết hôn cũng từng gây tranh cãi ở Á Rập Saudi, nhưng vì cả hai đều là người nước ngoài, hơn nữa danh tiếng của CR7 quá lớn nên cả hai vẫn duy trì cuộc sống bình thường ở đây. Tuy nhiên nhiều nguồn tin nói những quy tắc nghiêm ngặt ở Á Rập Saudi cùng thành tích không tốt của Ronaldo khiến cả hai muốn rời khỏi An Nassr. CR7 mới thi đấu được nửa mùa giải và hợp đồng của anh với đội bóng kéo dài tới năm 2025. Tiền đạo 38 tuổi đã ghi 12 bàn trong 15 trận nhưng An Nassr có nguy cơ trắng tay mùa này. Hôm 8 tháng 5, An Nassr bị Al Khalet cầm hòa 1-1 khiến cơ hội giành vô địch Saudi Pro League của đội này thêm mong manh. Chân sút sinh năm 1985 còn để lại ấn tượng xấu khi vung tay cước từ và tỏ thái độ bực tức với một thành viên ban huấn luyện Al Khalet tới đề nghị selfie. An Nassr kém đầu bảng Al Ittihad 5 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng nữa. Nguồn tin nói cặp sao muốn trở lại Madrid, Tây Ban Nha. Georgina Rodriguez sinh năm 1994, là người mẫu, người có ảnh hưởng trên Instagram và thương gia. Chân dài 29 tuổi, đổi đời sau khi hẹn hò Ronaldo từ năm 2016. Cặp sao có hai con gái chung, bên cạnh ba con riêng của siêu sao Bồ Đào Nha. Đầu năm nay, có tin đồn Ronaldo và Georgina trục trặc nhưng cả hai đã đăng ảnh tình tứ bên nhau, ngầm khẳng định tình cảm vẫn thắm thiết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.